Để sư phụ đọc cái thơ sơ, cái cương lĩnh cho mấy người này nghe. Cương lĩnh này chỉ mới soạn thôi, nó có mười mấy điều. Cương lĩnh và ý thức chính trị của Đảng Thiên Việt là toàn thể những điểm chính yếu tóm lược để hướng dẫn Đảng theo đường lối chính sách xây dựng quốc gia, dân tộc phát triển. Cái này chưa có phải là final nha, final cho phụ phải trình về trên bài trên với Hùng Thiên Song mới approve. Phụ làm gì cũng phải trình, còn này mình đọc để mình có cái khái niệm trước. Số 1, ý thức tổ quốc và dân tộc. 1.1, ý thức rằng quốc gia Việt Nam đã trải qua bao ngàn năm bắc thuộc, bị phong kiến thực dân và cộng sản cai trị, đã đưa đất nước mất chủ quyền và nô lệ dân tộc, có nguy cơ bị đồng hóa và diệt vong. 1.2, ý thức rằng quyết tâm xây dựng quốc gia Việt Nam phát triển theo tinh thần nhân bản, khai phóng khoa học, văn minh và thịnh vượng, dựa theo nền tảng thiên tâm đạo, tôn thờ thượng đế, quý trọng nhân sinh mạng, người Việt biết tu sửa tâm tánh đạo đức, trọng hiếu nghĩa theo đạo lý ngàn đời của dân tộc. 1.3, ý thức rằng quốc sách đoàn kết toàn dân lấy ân báo oán người Việt Nam và các dân tộc thiểu số trong các trong nước Việt Nam mọi vùng miền, không phân biệt gốc gác chính kiến phe phái, không phân biệt người quốc gia hay người theo cộng sản, tất cả người Việt có lòng yêu nước và yêu dân tộc Việt Nam. 1.4, ý thức rằng tinh thần quốc gia dân tộc, dân sinh, dân quyền và bình đẳng mới giúp dân Việt tiến bộ, không chấp nhận vay mượn tà thuyết ngoại lai, cộng sản Marx Lê chủ nghĩa xã hội và thuyết tiến hóa của Charlie Darwin. Số 2, nhận thức mục tiêu, nhận thức để thể chế chính trị quân chủ lập hiến là cần thiết cho Việt Nam, vì Việt Nam bị Tàu đô hộ bao nghìn năm phong kiến chuyên chế, cổ hủ cai trị thực dân, xâm chiếm chủ nghĩa cộng sản, tham tàn dùng chính sách ngu dân độc hại. Những độc hại này đã biến người Việt Nam thành kẻ mất tinh thần quốc gia độc lập, chịu chấp nhận làm nô lệ. Điều này đã dẫn dắt đất nước vào chỗ nghèo khổ, lạc hậu triền miên, có người trở nên độc ác. Do đó cần một thể chế chính trị dương đạo, trường kỳ luật pháp liêm chính, công minh kỷ cương mới xây dựng lại được đất nước Việt mới hùng mạnh và nền giáo dục văn minh nhân bản. 2.1, thành lập quốc hội, lập hiến, soạn thảo hiến pháp mới đặt tổ quốc và quyền lợi tổ quốc dân tộc Việt Nam lên trên hết. Hiến pháp phù hợp luân thường đạo lý dân tộc Việt Nam và pháp chế tam quyền phân lập lập pháp, tư pháp, hành pháp, vương quyền hành lãnh đạo tối cao. 2.1a, quyền hành của hành pháp, trong đó có quyền hành của quốc vương. 2.1b, quyền hành của tư pháp, quyền hành của quốc hội. 2.2, thiết lập và cải tổ hành chánh quốc gia, cần cải tổ nguồn máy hành chánh quốc gia từ trung ương đến địa phương sao cho phù hợp hoàn cảnh địa lý và xã hội Việt Nam. Nguồn máy hành chánh điều hành chính thủ công cầm cờn, nhân sự phải gọn gàng có hiệu năng dù quản trị. 2.3, hiến pháp mới tôn trọng quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. Ngược lại, công dân phải tôn trọng và bảo vệ hiến pháp. Số 3, sách lược và kế hoạch phát triển, cần thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc toàn dân nhằm chỉnh đốn văn hóa đạo lý dân tộc bị chủ nghĩa cộng sản hủy hoại nhồi sọ lâu nay. Chương trình giáo dục này xây dựng trên tinh thần dân tộc nhân bản, khai phóng khoa học văn minh và thịnh vượng. 3.1, công dân giáo dục nâng ý thức hiểu biết tôn trọng luật pháp quốc gia và môn học được nâng lên hàng quốc sách, có khen thưởng và xử phạt, duy trì sự học hỏi nghiêm minh. 3.2, đức dục
là môn học nâng hiểu biết giá trị nhân ái, hiếu nghĩa, luân lý và trách nhiệm bảo vệ tài sản công dân, tài sản quốc gia để chấm dứt bản tính quen thói trộm cắp, cướp giật do Cộng sản để lại. 3.3 khoa học kỹ thuật không ngừng phát huy và áp dụng các lĩnh vực khoa học kỹ thuật tân tiến phát triển vào nông, kỹ nghệ, thương mại của đất nước. 4. Về quốc phòng và an ninh xã hội. 3.4a quốc phòng quyết tâm xây dựng một nền quốc phòng hùng cường để đương đầu với Trung Cộng và các nước tham vọng xâm lăng Việt Nam trong tương lai. 3.4b an ninh xã hội xây dựng lực lượng cảnh sát quốc gia, bài trừ tệ đoan xã hội, bảo vệ dân chúng và tài sản của đồng bào, giữ vững an ninh trật tự xã hội. 3.5 kinh tế quốc gia dựa trên động lực thúc đẩy kiếm lời của muôn dân Việt Nam để họ được sống sung túc, ấm no, hạnh phúc và kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. 3.6 chính sách ngoại giao mở rộng ngoại giao các quốc gia bạn lẫn thù, miễn sao có lợi cho quốc gia mình. 3.7 xây dựng xã hội để phát triển kinh tế. 3.7a mục tiêu chiến lược, kế hoạch có thể thực hiện cấp bách trong vòng 3-4 năm hoàn thành. Tất cả phát triển quốc gia muốn phát triển quốc gia, chuyển cơ cấu hạ tầng, phải phát triển cơ cấu hạ tầng. Trước trường học phổ thông, trường học chuyên nghiệp, điện tử, trường dạy nghề, ngắn hạn đáp ứng lĩnh vực cần thiết, bệnh viện, y tế, toàn dân, đường xá, giao thông. Trên bộ, trên sông, ngồi, trên biển, từ đó giúp đỡ, hỗ trợ sản xuất nông sản. Hàng công nghệ nội, ngoại thương, phân phối, tiêu thụ. 3.7b mục tiêu chiến lược, tiếp nối kế hoạch chiến thực, nói lên phát triển mục tiêu chiến lược xây dựng phát triển quốc gia phú cường lâu dài. 4. Linh động điều chỉnh những đề cương trên cũng cần linh động phù hợp theo mỗi giai đoạn lịch sử và khoa học phát triển của thế giới. 5. Xây dựng đảng viên thiên Việt tiếp trợ cương lĩnh. Đảng viên thiên Việt là những công dân Việt Nam yêu nước. Đảng viên thiên Việt ý thức. Đảng viên thiên Việt là những nhà trí thức có chắc ẩn với lòng dân tộc, được rằng họ là những người có sứ mệnh được Thượng Đế giao phó góp phần cứu nhân độ thế giúp đời. Đảng viên thiên Việt luôn đặt tổ quốc trên hết, trên tiên phong trong vai trò phổ biến hướng dẫn thực hiện đường lối sách lược của đảng nhằm xây dựng phát triển kinh tế quốc gia. 6. Điều khoản quyết tâm hoàn thành thực hiện chủ trương cương lĩnh này giai đoạn hậu Cộng sản. Đó là chỉ đọc sơ thôi, chưa có final. Chú Phụ còn phải thêm bớt, rồi cha cũng phải đọc qua, mấy chư Phật cũng phải đọc qua cái này. Rồi những vị hồng thiên sông núi như vua nước Việt là ngài Trận Đạo phải đọc qua. Rồi tất cả những vị mà theo dạy sư phụ gần mấy chục năm á, cũng phải đọc qua cái này. Cho nên mỗi cái gì á, cả cái logo là 1 triệu tiếng nói cũng phải được approve mấy gì. Cho nên không phải cái gì mà Kiệt này muốn làm gì làm,